Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi Tom Frank. Và sẽ nhớ cho mình một like và một subscribe nha. Rồi, con này bị bệnh rồi. Mình sẽ phải đi chữa bệnh cho nó các bạn ạ. Đó. Bệnh đấy. Bé bé thôi. Ok, mình sẽ mở tiếng bé bé đó các bạn nha. Để có thể nghe thấy giọng của mình. Ok. Cho đi toilet. Ok, con này muốn đi chơi cái bụi cây các bạn ạ. Thôi, cho nó đi ăn đi. Hai con này đã xong nhiệm vụ rồi. Các bạn xem nhớ subscribe mình nha. Ok baby. Cho nó ăn nha. 1, 2. So. Mình đang chế tạo đồ ăn các bạn. Cho Ringer ăn, cho con Hanh ăn. Ui, hai con này mặc bộ đồ khác luôn. Ăn hamburger. Quá là xịn. Ok. Tăng tăng. Rồi. Con này nó muốn chơi game. Con Ninja này nó muốn chơi game các bạn ạ. Rồi. Toàn là đồ xịt luôn. Mới mặc outfit nào đây. Đây rồi, cái tai nghe các bạn nhé. Wow. Nè, xem những bức tranh này. Oh, đá bóng. Yes, quá là xịn. Ok. Mình sẽ cho nó lên bên trên để chơi các bạn nha. Chơi cho bàn tay. Bàn tay năm ngón vẫn kêu xa. Hi hi ha ha. Ok, hết trò chơi này mình sẽ kết thúc video. Các bạn nhớ like, subscribe mình. Ok. Thank you very much. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye. Bye bye.